Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự góp sức của cộng đồng doanh nghiệp, đến giờ này, Tây Ninh đã hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước trong bối cảnh hết sức khó khăn. Đây là nhận định của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh khi cho ý kiến về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, đầu tư công năm 2023. Tính đến ngày 18 tháng 11 năm 2023, Tây Ninh thu ngân sách nhà nước năm 2023 đạt 95% dự toán trung ương giao. 7 huyện hoàn thành dự toán năm, thành phố Tây Ninh và huyện Tân Châu bị hụt thu. Ước tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Tây Ninh năm 2023 là 11.000 tỷ đồng, đạt 100% dự toán được giao, giảm 9,8% so với cùng kỳ. Tổng chi cân đối ngân sách địa phương là 12.962 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ. Đánh giá chung của Ủy ban Nhân dân tỉnh, trong bối cảnh hết sức khó khăn, cộng với việc thực hiện các chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp, thì kết quả đạt được là một nỗ lực lớn, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp.